Trong một tuần gần đây, gương mặt của P. Diddy đang được mang đi khắp các trang mạng, truyền tay nhau câu chuyện rằng người đàn ông này từng làm cậu bé vàng khi mà đi chơi 48 giờ với Justin Bieber và có rất nhiều hành vi bất hợp pháp với nhiều cáo buộc hình sự nghiêm trọng. Trong số đó thì có rất nhiều thông tin là pha kè, chưa hoặc là sẽ không có cơ sở để kiểm chứng, bởi vì sự kiện này của P. Diddy là kết quả của một cuộc điều tra kéo dài của Cục Điều tra An ninh Hoa Kỳ liên quan tới các cáo buộc hình sự nghiêm trọng khác nhau, và chắc chắn nó sẽ có ảnh hưởng rất lớn tới nền âm nhạc quốc tế. Bởi vậy, hôm nay Nhã Nhạc sẽ cùng các sếp tìm hiểu xem P. Diddy là ai mà lại có ảnh hưởng lớn đến vậy, những cáo buộc này là gì, và quan trọng nhất là liệu những phản ứng của khán giả hiện tại có đang thực sự hợp lý và có chừng mực hay chưa. Hãy cùng Nhã Nhạc đi vào vấn đề này ngay sau đây. Sean Combs được biết tới rộng rãi với nghệ danh là Diddy, trước đây là Puff Daddy. Đây là một trong những nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn nhất trong ngành công nghiệp âm nhạc và giải trí của Mỹ. Trong suốt gần 4 thập kỷ hoạt động trong ngành, Combs đã xây dựng một đế chế kinh doanh đa dạng, bao gồm âm nhạc, thời trang, rượu và truyền thông. Sự thành công trong kinh doanh của Diddy đã đưa người đàn ông này vào danh sách những người giàu nhất trong ngành công nghiệp hip hop và giải trí. Tạp chí Forbes thường xuyên xếp hạng Diddy trong số những nghệ sĩ có thu nhập cao nhất thế giới. Tầm ảnh hưởng của anh này tại Hollywood và trong ngành giải trí nói chung thì không chỉ đến từ những thành công tài chính, mà nó còn từ những khả năng kết nối và tạo ra các cơ hội. Ngay từ khi mới xuất hiện trên thị trường thì P. Diddy đã vô cùng nổi tiếng với những bữa tiệc có 102, vui tới bến, đỉnh nóc kịch trần, khiến cho những ai mà nằm trong danh sách khách mời của Diddy nghiễm nhiên trở thành ngôi sao hạng B, B cộng hoặc thậm chí là hạng A chỉ sau một đêm. Những wild party thường xuyên của Diddy quy tụ những cái tên lớn nhất của ngành công nghiệp, ví dụ như là Jay-Z, Beyoncé, Rihanna, Jennifer Lopez, Queen Latifah, Snoop Dogg và cả hai chị em trong phim White Chick này nữa ấy. Cơ mà đấy chỉ là bề nổi của tảng băng chìm, bởi vì trên thực tế thì đằng sau bề ngoài được phong bạt kín mít bởi những loạt thành tựu trước công chúng, Diddy vẫn là một nhà sản xuất âm nhạc khôn ngoan, nhưng mà bên dưới lớp băng ấy lại là một loạt những hành động phạm pháp có chủ đích của Diddy trong nhiều năm. Nổi bật nhất trong những cáo buộc đã được Cục Điều tra An ninh Hoa Kỳ công bố là tại những bữa tiệc của mình, Diddy sẽ chuốc thuốc mê bằng những chai rượu tẩm thuốc được dán nhãn đặc biệt, rủ rê các ngôi sao trẻ hoặc nhẹ dạ chơi mai tí rồi tấn công họ theo cả nghĩa đèn lẫn nghĩa bóng. Phần này của bữa tiệc thường được hắn gọi là Freak Off, nơi mà Diddy sẽ đóng vai thợ săn và lợi dụng sự tin tưởng của những ngôi sao nhẹ dạ, rồi sau đó kiểm soát nạn nhân thông qua bạo lực thể xác và hứa hẹn cơ hội nghề nghiệp, cung cấp, đe dọa cắt hỗ trợ tài chính và rất nhiều các biện pháp cưỡng chế khác. Chính mảng tối đằng sau những bữa tiệc xa hoa hoành tráng này đã dấy lên tin đồn Justin Bieber từng là nạn nhân và bị lạm dụng bởi Diddy cùng với cả Usher. Bởi vì hiện tại trên YouTube vẫn còn video 48 giờ ở cùng Diddy tại chính YouTube của Justin. Xuyên suốt video là những phân cảnh mà JB không hề cảm thấy thoải mái một chút nào với việc ở cạnh Diddy. Bởi điểm đáng sợ nhất của các buổi freak off là Diddy sẽ tự mình dàn dựng và quay lại các hành vi cưỡng bức với những ngôi sao này. Hắn ta coi cuộc gặp gỡ cưỡng bức này như là một dự án nghệ thuật cá nhân, thậm chí còn mua tới 1.000 chai dầu trẻ em để tạo ra những hiệu ứng cảnh quay cho các video mà Diddy làm đạo diễn. Sau đó thì hắn sẽ sử dụng những thứ này để điều khiển những ngôi sao cả tin theo ý mình muốn. Thực ra thì không phải đến thời điểm Diddy bị bắt, nghi vấn Justin Bieber là một trong những thiếu niên bị lạm dụng trong Freak Off mới xuất hiện. Nó đã gây xôn xao cộng đồng mạng từ rất lâu khi mà Justin ấp úng trước câu hỏi vì sao lại giữ khoảng cách với Diddy vào cái năm mà hoàng tử nhạc pop này tròn 16 tuổi, khác hẳn với tâm trạng háo hức được trải qua 48 giờ cùng với cả tiền bối vào một năm trước đó. Tới năm 2020, Justin tung MV Yummy, bất chấp hình ảnh và bầu không khí tươi vui, nhiều khán giả có cảm giác khó chịu, họ bắt đầu đặt câu hỏi liệu có điều gì đã xảy ra trong bữa tiệc, và những hình ảnh hậu trường với một JB mệt mỏi, chán nản, hoảng sợ đã trả lời tất cả. Hóa ra, bấy lâu nay cậu nhóc mà nhiều thế hệ từng lên án cũng là nạn nhân của rất nhiều nỗi đau mà chính cậu cũng không dám nói ra. I love this game. Sẽ có nhiều người hỏi rằng Justin Bieber rất nổi tiếng. Vậy tại sao anh bạn này lại không sử dụng đội ngũ fan hùng hậu của mình để lên tiếng tố cáo Diddy từ sớm hơn? Câu trả lời nằm ở việc bản cáo trạng đã cho biết Diddy đe dọa mọi người bằng súng, đưa hối lộ, sử dụng tiền bạc và ảnh hưởng của mình để kiểm soát nạn nhân và đảm bảo rằng họ sẽ im lặng. Điều đó thì đồng nghĩa với việc nếu mà JB lên tiếng thì trước khi tiếng nói của anh chàng đến được với cả media thì nó sẽ phải qua Diddy trước. Văn hóa im lặng được nuôi dưỡng bởi quyền lực và sự nổi tiếng của Combs cũng tương tự như là mạng lưới bảo vệ ngăn cho nhiều nghệ sĩ đồi bại khác bị đưa ra ánh sáng trước đây. Mãi đến năm 2023, khi mà ca sĩ Cassandra Cassie Ventura
đã đệ đơn kiện Diddy, bạn trai cũ của cô, và cho rằng khi cô mới 19 tuổi thì gặp Diddy, lúc đó là 37 tuổi vào năm 2005, cô đã ký hợp đồng với hãng thu âm Bad Boy Records và bị lôi kéo vào một lối sống xa hoa, ngập tràn ma túy, cùng với mối quan hệ lãng mạn với anh ta, ông chủ của cô, một trong những người đàn ông quyền lực nhất trong ngành giải trí. Bên cạnh đó là một loạt thông tin được công bố bởi Cat Williams từ đầu năm. Now I've had to turn down $50 million 4 times. Just to protect my integrity and that virgin hole I was telling you about. Right. Sau đó là đoạn video chính Diddy đánh đập Cassandra trong một khách sạn được công bố vào hồi tháng 7. Tất cả những điều đó đã trở thành một giọt nước tràn ly và đưa hình hài quái vật của P. Diddy ra ánh sáng. Cơ mà vậy sau những sự kiện tầm cỡ như thế này thì nền âm nhạc thế giới sẽ thay đổi như thế nào? Và quan trọng nhất là chúng ta với tư cách là khán giả thì cần nhìn nhận sự việc này ra sao? Đầu tiên, chắc chắn là P. Diddy chỉ là một trong những hạt cát mà nền công nghiệp giải trí quốc tế sẽ sàng lọc để khiến cho nền công nghiệp âm nhạc và giải trí của Hollywood trong sạch hơn một tí. Giới thạo tin cùng với những người trong nghề thì mong chờ Diddy sẽ khai ra những nhân vật chóp bu cùng một loạt những nội dung nhạy cảm thu giữ được từ ông trùm tội phạm này, để từ đó khui ra được nhiều gương mặt cộm cán hơn để tạo ra một dự án đốt lò dành riêng cho Hollywood. Đó là lý do tại sao mà P. Diddy được cho vào danh sách theo dõi 24/7 để ngăn tên này có hành vi tư tư nhằm mọi cách lôi được nhiều thông tin nhất có thể từ gã. Cơ mà đấy là chuyện của luật pháp, còn về âm nhạc thì đây chắc chắn là một chiến thắng lớn cho những nghệ sĩ từng bị đám đông hiểu lầm về những hành vi lệch lạc trong lúc hoảng loạn của họ. Dù gì, môi trường nghệ thuật với một sức ép kinh khủng đã là áp lực lớn rồi, giờ lại còn bị lạm dụng xong rồi không dám chia sẻ với ai thì đúng là khổ sở. Và việc đứng lên bảo vệ cho những ngôi sao ấy khi mà họ có hành vi mất tự chủ thì chẳng khác nào là muối bỏ bể. Ví dụ điển hình như là câu chuyện của Britney Spears năm nào, hay là Amy Winehouse, hay xa hơn nữa là Kurt Cobain. Tất thảy đều là những nạn nhân của nhiều hình thức bạo lực khác nhau, nhưng mà ở giữa tầm bão chỉ trích thì đại đa số khán giả vẫn chọn nhục mạ thay vì lắng nghe họ. Và kết cục của Amy hay của Kurt là những điều đáng buồn nhất mà đến giờ nhìn lại ai cũng phải nuối tiếc. Gần đây thì có câu chuyện của Post Malone, của Mac Miller hay của Sully. Tất cả đều cho thấy, với tư cách của khán giả, đôi khi chúng ta vô tâm đến mức nào. Nói chuyện nước ngoài để nhìn lại về nước mình, thì nhiều khi có một bộ phận nhiều khán giả chỉ để thỏa mãn cái tôi, nói ra những thứ tưởng hài nhưng mà chắc chắn không hài đâu. Rồi là lấy cái việc đi xúc phạm nghệ sĩ làm niềm vui, nghệ sĩ trẻ cũng xúc, mà đến cả nghệ sĩ nhân dân gạo cội cũng xúc luôn. Dần dần nó đã tạo ra một bầu không khí căng thẳng, thiếu vô tư và từ đó đẩy nghệ sĩ vào những áp lực không đáng có. Nên là lúc nào mà các sếp cảm thấy khó chịu, cay cú hoặc là cảm thấy muốn xúc phạm một ai đó thì mình thử ra ngoài chạm tí cỏ đi cho vui. Biết đâu khi mà quay trở lại sẽ thấy cuộc đời chính ra là cũng đẹp phết. Rapper người ta hở một tí mông vớ vẩn đấy chính là phong cách chứ còn gì nữa. Đùa một chút vậy thôi, chứ còn sự việc của P. Diddy cùng với nhiều những vụ án khác sắp được phanh phui chắc chắn sẽ là một chủ đề nóng mà khán giả nên chú ý theo dõi để có một cái nhìn tổng quát hơn về cái ngành công nghiệp giải trí. Cái ngành mà từ lâu đã bị bao phủ bởi các thế lực truyền thông, khiến cho nhiều thông tin bị truyền tải sai, nhiều câu chuyện được bóp méo và nhiều cá nhân, nghệ sĩ bị bồi nhọ, tấn công mù quáng bởi khán giả. Cùng lúc đó, với tư cách là người nghe, chúng ta cũng nên có những hành xử bình tĩnh hơn trước những thông tin thất thiệt trên mạng. Và đồng thời thì cũng nên tôn trọng đời sống cá nhân của nghệ sĩ hơn. Dù gì thì ai cũng là con người, và con người nào thì cũng phải trừng phạt lỗi Baron trong những lúc quan trọng như tôi thôi. Ai cũng sẽ có lúc sai lầm, cũng có lúc hành xử khó hiểu. Nhưng mà thay vì bắt nạt họ, mình bỏ qua và theo dõi thêm. Họ chưa tốt thì góp ý nhẹ nhàng, họ sai thì theo dõi họ để sửa sai. Chứ giờ mà cứ mãi chửi thì con Baron cũng có quay lại được đâu, thua thì cũng thua rồi mà. Đấy, còn nếu tiêu cực thì mời các sếp xem series mới Tao Nhã của Nhã Nhạc, hoặc là ngồi nghe chiếc playlist Xin Hãy Thôi Buôn Rau này đi, cho nó tỉnh. Sắp tới thì Nhã Nhạc sẽ cho ra mắt rất nhiều series thú vị hơn, cùng rất nhiều nội dung mới lạ, và sẽ đi sâu vào đời sống của nghệ sĩ, tạo ra những loạt trải nghiệm chưa từng thấy. Vậy nên, một like và một subscribe của các sếp sẽ là động lực cực lớn để chúng tôi có thể tiếp bước trên con đường này. Một lần nữa thì tôi là Anh Xá, chúc các sếp một ngày xanh lá.